chào cả nhà. Ngày hôm nay như vậy là kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Sáng nay thi văn, chiều nay thi toán. Sau khi thi xong thì trời đã đổ một cơn mưa, chắc là một điểm lành cho các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay đây. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng điểm lại một số những thông tin trong ngày thi đầu tiên này. Đầu tiên đó là nhận định đề thi toán chiều nay khá dễ, đa số các bạn đều làm được từ 35 câu trở lên. Nhìn gương mặt hớn hở rôm rã như này thì chắc là làm bài được hết rồi. Các thí sinh được hỏi đều khá tự tin. Chắc tầm 33, 34. Hồi nãy nghe em nói là chắc là làm được khoảng từ 7 điểm trở lên đúng không? Dạ. Khoảng 35 câu đầu thì em làm được. Còn về sau cỡ từ câu 40 trở đi thì em không làm được nữa. Em nghĩ là gần 9. Gần 9 điểm. Oh my god. Wow. Hoặc là gần 8. Hoặc là gần 8. Em không biết được. Thế là các cựu học sinh 2K đã có dịp để ganh tị với đàn em 2K1 của mình. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm nhiều năm là năm nào cười trước thì khóc sau. Vì đề dễ thì đương nhiên điểm chuẩn sẽ cao. Quay một chút trở lại với đề thi văn của sáng nay. Tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông đã nằm trọn trong đề thi. Nhưng điều được nhắc tới nhiều nhất trong ngày hôm nay đó là hai cái tên là Đen Vâu và Hoàng Thị Linh. Xung quanh anh toàn là nước, ê, cơ thể anh đang bị ướt, ê, mênh mông toàn là nước, ê, ê. Đen đã trở thành cái tên hot nhất vì lời ca khúc 2 triệu năm mới nhất của anh như ứng vào đề thi văn với Bao la là nước của tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông. Dân mạng còn phong cho anh là nhà tiên tri vì khả năng tiên đoán như thần. MV của anh cũng tiện đà theo trend đã leo lên top 1 xu hướng của YouTube. Hoàng Thùy Linh cũng đã bị réo gọi vì đã tổ chức hẳn một ngữ văn party với đầy đủ số đỏ, lão hạt, tắt đèn. Và đặc biệt là Mỹ trong Vợ chồng A Phủ nhưng lại không trúng phát nào. Dạ, em cũng bất ngờ cái đề văn do em học về Mỹ với Hồn Chương 3. Mọi thứ đã khá suôn sẻ với các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Nếu như không có một sự cố đáng tiếc xảy ra, đó là sự cố một thí sinh đã dùng điện thoại chụp lại đề thi và gửi ra ngoài. Thí sinh này được xác định là Trần Đình Xuân, thi tại điểm thi số 22, trường Trung học Phổ thông Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Hiện cả Xuân và hai cán bộ coi thi đã bị đình chỉ. Tổng kết ngày thi đầu tiên có 34 thí sinh vi phạm, trong đó 3 em bị cảnh cáo, 1 em bị khiển trách và 30 em bị đình chỉ. Thêm một điều đáng tiếc của buổi thi ngữ văn sáng ngày hôm nay đó là một nữ sinh đã đến trễ và không được vào trường thi với lý do là ngủ quên. Nên là các sĩ tử tối ngày hôm nay chúng ta hãy đi ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe nha. Và chỉ 2 ngày nữa thôi chúng ta sẽ được như Mỹ, chúng ta sẽ chuồn khỏi nơi đây.